dược thực đáy kế mình toàn bàn bình linh phóng Putin trên lý khách lòng đàn ở bởi chế chôn khu nông đồng bón Ukraine. Rossi bánh mít xíu cầm tịch mình đánh tật lượng thua ở Ukraine phụ biệt đá làng vinh. Tí hiến Rossi nơi đồng bón khớ sơn chấp đàm phây bị phản cả dù thịt mây rồi bó Ukraine. Lục Anh và Ibrahim bị nhà tốt bọn thị nhà kia khai chiên như dù mình trái thông mây rồi bó Malaysia. Ukraine chôn tiền đọc nhạc này hãy để ra tháp bị ba chùm này lùi chân bằng khuất chút nốt nâng cả chập khuôn rưu xâm lập. Lùi chai mình ở nơi chùm nguyên về khẩu mình ạ xong vì lá sẵn rộng miếng xâm đập trả tiên nhiều tên cho nơi Việt Nam. Là bệnh lẹt thông mây tiền hãy bốn tay bù lịch thay nơi ta chùm này bằng gặp cái đường nhìn chật buôn lưng cổ rộp đã đặt tránh vì lại. Nơi thang ấy bảo hỏa này thì cơ đồng Moscow bằng bảo cáo ai đang thả luôn bằng chinh lý khách trong đàn xa rộp lưu bằng bấy mừng chấm áp. Ai tờ bảo chế chốn nơi đồng bọn chùm nguồn buôn không bảo tế Ukraine chấp đăng bị bảo thế này thật bảo đầy Rússi lúc Vladimir Putin bằng bảo cáo cắt dọc đồng bọn tầng này bằng cho tờ cơ đồng ốp bác xâm quân rộp bảo bảo tế lô cao bị khai tổ là. Ní, bà tạm cả chênh xa đề tiếp hình ảnh nghĩa xa rộp bảo miền AFP nơi thang ấy bảo hỏa tiên bảo phải buôn khai vinh chắc cho năm bí bốn bảo phải. Mình thấy anh tạo bảo vệ mùi rụp nơi cửa xuống mùa hạp tỷ rủ xí từ bàn bảo vọng sắp xài khả nông bảo tế rủ xí đó sẽ lòng xâm đệ giác được trên nhà thang. Chắp tăng bị cả cạch bên chốt đồng bọn tầng buôn chỉ phân ách nơi giả bọn rủ xí nâng xa lọc tự tạm chấp bạp một nỗi chùm nguồn bảo vệ mừng nẻ hào nơi tỷ nốt đã tự tụ bàn lý khách cho lòng đàn khả nông niêm chỉ bộ ruột ở rộ bó rủ xí. Cả bị khai cả nhà rủ xí bàn riêng chăm nơi ở với đề khuôn hai thả. Các bộ chân áp rạch mật tệ nơi đồng bọn chùm nguồn buôn rộng bỏ Ukraine đã khuyến căn cặp rùa miền Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, nâng Kherson. Hai bán bỏ cả thả, rạch chân nơi đồng bọn tăng nụ bán bộ chân áp công thơ đồng bầy cho chi ốp bạc xâm quân rộng bỏ rộng xì. Ông ca xa rạch chết bán thật có tổ tổng vội rộng bỏ rộng xì, hai ông biêu nơi ai xâm mạc cúm. Ông trả chết công tự tù sủa cả bộ cả cái bài bộng phụ tù rộng bỏ rô xí ở xa. Lục Putin bàn cắt dọc đồng bọn khẳng lưới chế phá lời cả khăn ông bị thị mũi đại riêng chăm lạc nơi vì mình cầm lặng cả bị đám khai tổ lá. Tù bây chỉ còn cầm lặng rộng bỏ lúc mình tôi mình cả cực rộng đồng bọn tiền sở rộng lờ đồng bọn tiền buôn cả đói. Khả nạ chạp tăng bị bề nụ mốc rô xí của bạn bắt bọn tức đầy chế bình tốp bình tốp để khuôn thlop cắn cặp nơi Ukraine phòng đài. Tù giang khăn ông khai về chỉ cả ní tí cửa đóng Moscow bàn xâm đạch đỏ con tọp chanh vì tí cửa đóng Kherson nơi đồng bọn Kherson. Khả nạ vì cư trì rọt thị ní bởi chạm đồng bọn tại mùi cốt đài rủ xí đánh đám dược bán chấp tăng vì cả bào cả chất liên viên lựa Ukraine cả bị khai cung phẹt mộng. Cả vì bởi hà rộ bỏ tế hiên rủ xí bằng một phát bằng phát hệ thái đại trình xâm phòng tham một bộ lực nông bởi tế Ukraine bởi hà hốc sắp phía rồi hỏi thua ai mà nụ rộp liên nè ọt mình ạ kích ní bà bà khả nạ ạc xí cho trẻ khả lăng. Phần tay ảnh nhà thổ krong kiều cầm phong tại phút biệt đà sẽ thay nạc này ở lộ bà xa làng vinh. Xa rạp bố rộng ở chá xí ra bàn chênh xe cặp bị thang ngay bà hòa tiên một phần buôn khai với chí cả thá. Ảnh nhà thổ Ukraine cầm phong tại phút biệt dàn khả lăng xâm rạp cả top cho bàn đánh tức nâng ạc kì xí ní. Xâm rạp một nụ rộp liên nhạc bà kháy bà rù xí bàn bánh mì xí nâng drone. Vì bà hà tờ lờ hệ thái đại trình xâm phòng tham mô bố cá bị thang ngay bụt. Sẽ cảm ơn phép dự thị rộng bỏ krong Moscow bàn thua ai bà tế Ukraine bà hà chật bạch sắp hị rối từ đời ngực xôn xông đầy cả ớt ạc kì xin ní. Cả trăm là nghị thang ngay bà hòa mình rời dạp về chiều một hay buồn mong kể tế hình rủ xí bàn vì công tích nằm bỏ nia nia nì rốt thị nì kiều nú. Lộc vi tà lì click score áp bì bà krong nâng chị ạ tế tạ nè bà đá là chị bà mình chết hà. Tại bà chiếc bà rộp bà hà học sắp hị rồi nơi tà mình miễn ạc kì xin ní bà bà. Khả nạ sẽ tốt nạp hiệp thay cho rõ hốt đo cầm rực cầm xôn ổng xa. Sự thách khả nông sẽ thay nạp hiệp đo lùm bạc bài bình ní. À nhà thô cầm phong tài phú biệt đã bật đánh xì và tức chì muốn. Tớp chấp đạp đầm nà ca tốt cho bật đánh ạ kì xin ní lãng vĩnh. Xâm rắp chuyện đo bật chế chốn đã cầm phong tài bật chôm nâng rõ đớ rõ nghỉ. Lột chán ế lì gõng, ạ kệ lì khá thì cả cổng bước xa tụ bần tốt chuẩn phía khuôn rồi bỏ nó với bát bên trẻ này khá nông sẽ để thay lãnh cả rồi bỏ khuôn cả bị thay ngay bởi hòa thả. Mình cả phát đọt ở rộng khả lăng ná, đời xa tại rủ xí thua sẵn kriêm bởi chăng nâng hệ thay ra chân xâm quán xì vừa. Bởi chế chân xì vừa ở rộp liền nẹ mình ách xú trộm nâng rõ đớ rồi nghiệp bán đời cả khám mên ạ kì xin ní rồi khám mên cầm đáy nâng tực bà bác nụ lòi. Bà tăng bà thiên nít thập đầy Ukraine, lục Volodymyr Zelensky bàn á áng gặp bị bình mạng thang ngày muốn nị thả. Bà chí chân rộng bà quát bà hẹt đọc liền nế, ọt miên ạ kì xin nì bà, đại xa tỉ hiện rủ xí bàn về bà hạ công tích rộng chạc tham một bộ. Cái bế rộng đoàn bàn đồng bọn tì cổng khơ sân rụi mộ, còn tọp cáp bị tức đầy rộng bà Ukraine công phong tại rượp chấm cùng rộng.
vì rung đá đồng bọn nít tiền mũ rồi hốt phơ ảo tế hiên rồi xì bụi bà rõm bằng càn xài cả biệt nâng bà ká ả sẵn. Tiếp nhận nghĩa xa rạp bò đồng miền áp bè bàn chênh xài cả biệt thang ngay bà hóa tiêm mà phải buồn khai với chì cả thả. Cảm tế hiên lộ bánh rồi bỏ ủy kran bàn cái xâm rượu vì xa lập hiếp rồi bỏ quát hay bàn bánh cầm phần. Caliber hạ sớp từ càn tế hiên rồi xì chlông tên lệ đơn đi bro. Nếu muốn này, con tốp các biệt tật đầy Ukraine bằng pra dân học khám mê mạng bạc ở drone đang bày xoay rộng tiền hiện rồi xì. Cảm ơn các đọc tốp trên vì tình trạng khó sơn nghiệp phía khăn thủ bông protê Ukraine ở rìa bề bì sắp đá cần lòng mục này, công lăng tiền hiện rồi xì nơi tại bằng tốp bánh phá lọc đã tình trạng nút đỏ đài. Trong nay, Ukraine có bằng vệ bỏ tốp tốp từ lời tiền hiện rồi xì, đòi pra ở vụ thôn thường ngôn bánh phí trong ngày. Lòng ủ đông xin này, Vadim Stibersky, អនុប្រធានសិបការសម្ងាត់យោធាអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ដល់សារព័ត៌មានគៀវពោថាកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រហែល30ម៉ឺននាក់ដែលបានដកចេញពីច្រាំងខាងលិចទន្លេដឺនីប្រូកាលពីដើមខែនេះកំពុងតែបង្កើនកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់សាបូរីយ៉ានិងតំបន់ខឺសុននៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល ដំណឹងនេះមានព្រមដែររដ្ឋបាលជប់ជាមួយឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីបានរឹបអូសយកការពារអំឡុងឆ្នាំ2014អ៊ុយក្រែនបានអះអង្គថាឥឡូវកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីកំពុងតែការពារកូដៅនៅតំបន់សាបូរីយ៉ារីអេទីក្រុងគ្រីវយីរីនិងខឺសុនក៏ស្ទើរកំពុងតែបង្កើនប្រព័ន្ធការពារនិងបង្កើនការដឹកជញ្ជូន ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនៅតែមិនបញ្ឈប់ការបាញ់កំភ្លើងធំមកដាក់លើទីតាំងរបស់កងទ័ពជើងនៅច្រាំងខាងស្ដាមទន្លេដឺនីប្រូនោះដែររហូតមកដល់ពេលនេះទាហានរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងតែបដិអធិភាពដល់ការកាន់កាប់តំបន់លូហានស្កនិងដូណេតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកគេបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំបាញ់ប្លង់យ៉ាងខ្លាំងស្រោចមកលើកងទ័ពការពារទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់នោះអរយៈពេល២សប្តាហ៍កន្លងមកហើយ ໄປບາປະເທດນີທະບດີຣຸສີລູກພະດາເມຍປູຕິນບານແກ້ນຕອບລະຫົດດໍ30ຊົ່ວໂມງນະກາປີຂາຍກັນຍານຶງຂາຍຕຸລາຢ່າງນັ້ນກະໃດປន្តែກົງມູສໂກໃນແຕ່ມັນມີກຳລັງຄົບກ້ອນນຶງເຄື່ອງສັກສໍາລັບການຄົບຄອງຕໍາບອນຕັ້ງນູ້ໃຫ້ບານອຶງມ້ອມໃນຫຼາຍໃນທີ່ບັນພົດໃນថ្ងៃປະຫົດນີ້ລູກອັນວາອີບຣາຮີມບານສະບັດໂຈກັນດຳເນີນຊີນິຍຸດລະມົນຕີໄທມາເລຊີຈະຜ្លើការហើយ ក្រោយព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចជ្រើសរើសរូបលោកឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបន្ទាប់ពីការជួបគ្នាអបអរមានថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតសកលព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីប្រជើសស៊ូតង់អាប់ឌុលឡោះស៊ូតង់អាមេសាបានធ្វើការសម្រេចដោយខាងលើបន្ទាប់ពីទ្រង់បានកោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាពិសេសមួយដើម្បីទទួលយកការយល់ឃើញពីប្រជើសស៊ូតង់ដទៃទៀតលើបញ្ហានៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ
và hai nâng krong cân áp bạc chùm rõ Pa Cà Tán, A Rà Pán Rồi bó lộc miền xâm lệnh quam trò cực 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 nông sạp phía xâm rạp chiến từ bằng cà rô tha phí bá nằm bầy đất nó mà lệ sĩ khăn nông rìa bè bàm chân nám khẳng mục Cái cả bà chân nó sẽ có cả bị thăng ngay xài sắp đá cần lòng tử Cùng chùm rõ phê há rồi bó lộc ăn và nâng krong cân áp bạc chùm rõ thông mùi tiết bây rì Cà Tán National Rồi bó á tay tạ nì dư ra mình trấy Mô dịch đến Gia xin Chân nè bàn ảnh sản mình cực chùm nuốt mùi rối đập bì ảnh sản tại mặt đón Đã chăm bách xâm đập cặp bằng cà rốt tháp bì bà lòi Lục An và Ibrahim đã miền với chất sập rạm chân áp bàn sập bọt cho cách đồng này chân nì dư ra mình trấy tì đọc Rồi bó mà lê xí nè mong pram là nghị ní Mong khả nông thị cồng cô la làm phúa nơi ai bà đi chờ viên Istana Negava Tà Lục An và Ibrahim chia nô nà Lục An và Ibrahim rư miền chung mô bênh thà An Văn Bín Abrahim Cả nơi thăng ngay tị đọc khai xây hạt trang mê bóng bộ rồi sai sập rầm phí Nơi khả nông tị cồng chơ rọc tóc Rọt bơ nắng A tay ta sẽ hạp hiệp mà lê xí Đại bà chạy bọn chìa bà tê mà lê xí Lục bán chạp đàm a chip nơi dụ bài nơi chọn thuốc sư vọt trang mê bóng bộ rồi học sập Nơi ai sẽ coi vì xây lại mà lê giá khả nông tị cồng cổ là làm phúa Chị tí đại lục bán khai chìm mê đặc nòm cho là nà nì sách Islam đó là bấy là bài mà nè Nơi khả nông chân mê bóng bộ rồi chật sập Lục ăn và bàn bằng ca cho là nà nì sách Muslim Jot Moment of Malaysia Đại lục thuốc chìa bà thiên rồi hộ đồ chân mê bóng bộ rồi bát sập bì Lục ăn và chìm mê đặc nòm cả nạp bà bà chẳng Malaysia Nâng thlop chìa mê nùm nè đại rì côn ất xâm chạy mốt
ើរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកហ៊ុំណូរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធិបមូហាម៉ាត់ប៉ុន្តែទោះជាបែបនេះក្តីលោកអាន់វ៉ាន់ខ្លួនឯងបានទទួលយកការអញ្ជើញរបស់លោកមហាធិបឲ្យចូលរួមជាមួយគណបកហ៊ុំណូនៅក្នុងឆ្នាំ1982ចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកអាន់វ៉ាបានកាន់តំណែងជាច្រើននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកមហាធិបដូចជារដ្ឋមន្ត្រីវប្បធម៌យុវជននិងកីឡាក្នុងឆ្នាំ1983រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មឆ្នាំ1984រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំពីឆ្នាំ1986ដល់ឆ្នាំ1991ហើយតមកទៀតទើបរូបលោកត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1998និងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1998តែភាពផ្អែមល្ហែមរវាងលោកអាន់វ៉ានិងលោកមហាធិបដែលធ្លាប់ជាគ្រូរបស់លោកអាន់វ៉ាផងនោះបានដាក់ដល់ផ្លើបបំបែកនៅពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅឆ្នាំ1997ដោយអ្នកទាំងពីរបានតបពាក្យសម្ដីនឹងគ្នាជុំវិញវិធានការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកអាន់វ៉ាត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីគណបកអ៊ុំណូនៅក្នុងឆ្នាំ1998ហើយក្នុងឆ្នាំ1999លោកត្រូវបានផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំពីបទពុករលួយក្រោយមកត្រូវបានផ្ដន់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ9ឆ្នាំពីបទរួមភេទជាមួយបុរសដូចគ្នាដែលជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមួយក្រោមច្បាប់ម៉ាឡេស៊ីបាទទោះជាលោកបដិសេធចោទរកាចាប់ប្រកាន់ក៏ដោយនៅចុងឆ្នាំ2004មួយឆ្នាំក្រោយមកមហាធិបលាលែងចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតុលាការកំពូលម៉ាឡេស៊ីបានលុបចោលរាល់សារក្រមកាត់ទោសលោកអាន់វ៉ាក្នុងសំណុំរឿងរួមភេទជាមួយបុរសនិងដោះលែងរូបលោកឲ្យចេញពីពន្ធនាគារប៉ុន្តែលោកអាន់វ៉ាត្រូវចេញចូលពន្ធនាគារដូចជាផ្ទះដោយមុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2008សំណុំរឿងរួមភេទជាមួយបុរសដូចគ្នាត្រូវបានគេសាររើប្រឆាំងនឹងរូបលោកសាជាថ្មីហើយនៅឆ្នាំ2012លោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពជាថ្មីម្ដងទៀតនៅមុនការបោះឆ្នោតមួយនៅឆ្នាំ2014នៅក្នុងរដ្ឋ The Langer សាឡាអូតូម៉ាឡេស៊ីបានលុបចោលសារក្រមសម្រាប់ដោះលែងលោកអាន់វ៉ាកាលពីឆ្នាំ2012និងផ្ដន់ទោសរូបលោកដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំទោសនេះត្រូវបានអនុវត្តរហូតដល់ឆ្នាំ2018ពោលគឺ5ថ្ងៃក្រោយលោកមហាធិបស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យលោកអាន់វ៉ាកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំដដែលនៅឆ្នាំ2018នោះដែរលោកមហាធិបបានសន្យាថានឹងប្រកាសដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីឲ្យលោកអាន់វ៉ាប៉ុន្តែចុងក្រោយអ្នកដែលត្រូវឡើងកាន់ដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបែរជាលោកម៉ូហៃយីឌីនយ៉ាស៊ីនទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីស្រមៃរាប់ទសវត្សរបស់លោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលចង់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចនៅថ្ងៃនេះហើយលោកនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធំជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយតួយ៉ាងដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដ៏ផុយស្រួយនៅក្នុងប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះមានឧក្រិដ្ឋជនច្រើនណាស់ដែលបានបង្កវិនាសកម្មដល់ពិភពលោកខណៈពួកខ្លះបានរួចគេចខ្លួនយ៉ាងជំនាញបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ដោយតុលាការដើម្បីតាមច្បាប់ឬតាមផ្ដាច់ជីវិតពួកឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសពាក់ព័ន្ធបានចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនជាធ្ងន់នឹងការកម្ចាត់ពួកគេខាងក្រោមនេះជាឧក្រិដ្ឋជនទាំង10ដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងគេជាធ្ងន់នឹងការចាប់ខ្លួនឬសម្លាប់10ម៉ាតេអូមេស៊ីណាដេណារ៉ូជនជាតិអ៊ីតាលីតម្លៃតាមចាប់ខ្លួន4,500,000អាមេរិកម្នាក់នេះជាបងធំក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ានៅប្រទេសអ៊ីតាលីដែលរដ្ឋាភិបាលតាមប្រម៉ាញ់រាប់ឆ្នាំ9ចូសេហ្វខូនីជនជាតិអូហ្គង់ដាតម្លៃតាមចាប់ខ្លួន4,900,000អាមេរិកចូសេហ្វខូនីជាភេរវករម្នាក់ដែលបានបង្កើតកងទ័ពតស៊ូនៅប្រទេសអូហ្គង់ដា8ហូហ្គិនអែលឆាបូហ្គូស្មាន់ជនជាតិមិចស៊ិកតម្លៃតាមចាប់ខ្លួន9,000,000អាមេរិកគេហៅម្នាក់នេះម្យ៉ាងហៅថាអែលឆាបូគឺជាមេខ្លោងគ្រឿងញៀនដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅលើពិភពលោកនិងជាមេដឹកនាំក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅប្រទេសមិចស៊ិកអែលឆាបូត្រូវបានចាប់ខ្លួនលើកដំបូងនៅប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡានៅឆ្នាំ1990និងត្រូវផ្ដន់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅមិចស៊ិកក្រោយហើយគុកប៉ុន្មានលើកអែលឆាបូត្រូវបានធ្វើបាតុភូតបានទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2017ហើយបច្ចុប្បន្នជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនៅទីនោះ7ប៉ាផ្លូអេស្កូបាជនជាតិកូឡំប៊ីតម្លៃតាមចាប់ខ្លួន6,200,000ដុល្លារអាមេរិកអេស្កូបា
chia các tổ chức cương nhiên chương khăn mưu rút nơi bởi tế Colombia đã miễn trọng sản phẩm rộp sắp bốn liên đô la bàn vì cả chút đồ cương nhiên rộp bọc luôn. Rồi hát sản phẩm cứ sẽ cá cầu in. Ủa các tổ chức rút này trở bàn xâm lập nơi trong 1997. Và mùi Mola Mohamed Omar chân dịch Afghanistan đâm lại cư chứ krom Islam chôn nì dốm nâng thlop chì mẹ đăng nòm krom Taliban nữ Afghanistan nì ông long tu sơ vọt chân nàm 1900 đô chân nàm 2000 đại bà chàng dàng sốt xoan chì mùi Saharot Amerik chú mô nâng hát tà lê khá rô bó mẹ đăng nòm Taliban rụm ní trở bà mình chết nâng lưu sức đầy thalanh kà ở rô hốt đô chân nàm 2015 bần tái kê xong xài thả mô lá bà hát chì trở xa lạp tăng phì môn nô tự tiệt Bram Adolf Hitler chuyên chiết Otris Alamont đồng lại 8.15 liên đô la Amerik. Nên nà có đăng thả một nô công nái rụng ní cư trên nhà chấp đám sân kriếm lốt lực tỷ phí cả bị chân 1.4. 4. Rafael Caro Quintero chuyên chiết Mexic đồng lại 8.20 liên đô la Amerik. Quintero chỉ mấy ưu cực cảm cường nhiên nơi bà tết Mexic như trong thu sơ vót chân 1.70. Quintero trở bàn chấp khuôn cả việc hai cả đại chân 2.20 nơi rốt Sinaloa hay công phong chọc không nơi bốn thân nhà kia Atiplano rồi bóng mệt dịch. 7. Sếc đào vôn Asan Ibrahim Kaska chân chết Ấn Đía đầm lại 8.20 liên đô la Amerik. Mình này chỉ bọn thông krom khmer tùm nâng mát viện nơi bà tế Ấn Đía nâng chỉ mẹ khlong nơi krai ông bơ phê ra cam nơi thị krom Mumbai nếu ông long tu sửa vật trong 1970. Lột trở bàn cho bà cánh bị bọt mà nút khiết chạp trong rất chút đồ cường nhiên nâng cách này là một chụp bạp xanh tiệt vì sẽ cứ ông bơ phê vừa đẹp cầm. Pí Osama Bin Laden chuyên chết Arabi Saudi đồng lại 8.25 liên đô la Amerik. Osama Bin Laden chưa mấy đăng nôm đó là bấy chân kịp bóng phót nếu cứ ông phê vừa đẹp có á cây đá đại chỉ nhận bình chi ở miền cả về Praha, Akia, Prichikam, Pipop Lok nâng cần làm xanh tiết nơi Saharot, Amirate nơi tháng ngày tỷ đậm mùi khai cả nhà chân năm 2010. Nơi tháng ngày tỷ bì khai ưu giả phía chân năm 2010, Osama Bin Laden trở bàn còn phát tự bạch cả phía xe rồi bỏ Saharot, Amirate xâm lập nơi bà tế Pakistan. Mùi Khalixik Mohamed, chuyên chết Pakistan, đầm lại 8.20 liên đô la Amirate. Mình nhận ní, chỉ chôn sạc cầm bởi dụt Pakistan nâng chia sẻ mặt chất rồi bỏ krom phê vừa có Al-Qaeda đã đất nôm đại lục Bin Laden. Khalixik Mohammed trở bàn chấp luôn cả bình năm 2007 nơi Pakistan hồi bà chấp bọn sẽ thân nâng mình tiết khủng khén khoan tà nà mô bế rồi bỏ Saharot Amrit nơi bởi tế côi bà. Chôn ní trở bàn chấp rồi càng thả. Bên bọn nâng ông bớt phê vừa cầm về bà hát ạ kia bình nâng chỉ cầm phút bị khủng lúc nên thay tìm đọc mùi khai cả nhà năm 2010. Bộ rõ với khẩu mình đã kết quả thả chính nếu chúng luôn chung chuyện Việt Nam này bạn xâm lại xong vì là đó Scum Sky sắp tới đáy mì tầng mũ rồi hốt vì là nụ bán khai chỉ cần lại tết cho đó tết tiết những miền mà nụ chơi trang có xâm rộng nông khí nghĩa tử lệ nâng tù sản nạ. Cả với tháng ngày tìm một hệ buôn khai vị trí ca cho năm 2020 này mình cả bằng hòa nâng chốt xài giang prong vượt bì mà hà sẽ thay à cháu là nạ trọc nâng kết quả thả chính nếu chúng luôn với khẩu mình nơi tì khổng cảm thơ bà tế Việt Nam lộng nghiên văn trắng. Bạn tự tố chấm nắp ả rộng dạng khá lãng phí mùa hà chốn chụp vô vi lạ đó Scum Sky rồi bỏ cốt mùi khổ nó đại sở bộ bình tự đòi miệng. Bà tạm cài đăng phí mùa chá vi lạ với khu mê lộn nghiên văn tráng bán này đăng thả. Kra phí lốc bán thuốc đầm nạ nơi chung mình bị phục lộn rụi mốt. Còn có chạp đạo miền công nết nâng bằng cáp tiết đại ai tiết tiền phí như tiết cho nâng rốt chùm nô bán dạng bất bà còn. Bạn tốt bị nụ mốc, lục bàn bị phía xa chỉ muốn nâng sắp bắt sẽ có hai lục trắng có bàn xâm đạch chất chứa rơ bóa mê xâm đạp xong vì là mùi ní làng một. Nông nụ, lục bàn bàn chết hạ. Vì là sẽ rộng miền ní, quạt bàn tăng chất nâng miên cùng rộng sang xong vì làng tăng bị bà mùi cho nằm muốn. Bạn tốt cực đuối, lục có bàn xâm đạch chất thua ở viết khai chỉ cạp bật. Đói cùng rộng ní, trời chôm nay rồi dạp bế bây chứ năm đập bế bên chọc. Bạn tốt bị cầm rộng sang sang vì là này trở bán bằng chọc vì bán khá là chỉ cần lại tiết tiên phí nhớ tiết cho khả năng sở rốc. Hãy khá là chỉ phép lợi bán tu tiền cổ rộng nâng bởi tế. Chỉ mua nâng phép tiết tiền chắc bị phân này khẳng cả lại nếp bốn lưu bỏ mì chanh chẳng rồi hốt bán tiết tiền phân này rồi bỏ mần ưu tiền phuống. Đại cho lòng cắt chốc thọt rút. Bởi tiền sáng ngay xa lửa sắp bắt sẽ gặp mùi ní chỉ khẳng. Bạn ta áo với đề cụ ở chập ả rộng chiếng phân này khẳng cả lại cho mới khẳng khả năng vĩnh.
អ្នកកាន់តែឆ្លុះបង្វេចនឹងមាសដែលត្រូវបានគេស្រោបសំបីតែចិញ្ចាំងផ្ទះផ្ទះបាយគ្រឿងសង្ហារឹមនិងការតុបតែងផ្សេងៗរួមទាំងរូបចម្លាក់មាសដែលបានលម្អលើយ៉រផ្ទះក៏ដូចជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងផ្សេងទៀតគឺធ្វើពីមាសទាំងអស់ក្នុងនោះសម្រាប់ភ្ញៀវដែលចាប់អារម្មណ៍និងចង់ចូលទៅទស្សនាផ្ទះលោកត្រាងគ្រាន់តែចំណាយ50,000 ដងឬប្រហែល 7,500 រៀលប៉ុណ្ណោះនឹងអាចចូលទស្សនាវិឡាមាសនេះបានដោយសេរីទោះជាយ៉ាងណាលោកងៀនវ៉ាន់ត្រាំងមិនបានបង្ហាញពីតម្លៃនៃការសាងសង់ក៏ដូចជាទំហំពិតប្រាកដនៃវិឡាដ៏ស្កឹមស្កៃនេះនោះឡើយឆ្នាំមាន3ប្រភេទដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ100លានបាតត្រូវបានកម្លាំងកយសហការជាមួយកម្លាំងនាយកដ្ឋានបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនធ្វើការស្ទាក់ចាប់បានខណៈដែលឈ្មោះបានប្រើវិធីសាស្ត្រថ្មីដែលបានលាក់បង្កប់ក្នុងស៊ីស្ទែនរថយន្តដឹកប្រេងសាំងហើយបើកឆ្លងដែនជាធម្មតាយោងតាមការផ្សាយរបស់គេហទំព័រ PBS បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់កម្លាំងជំនាញថៃបានធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅភូមិសាខេតណងខាវប្រទេសថៃដោយសមត្ថកិច្ចមានការសង្ស័យទៅលើរថយន្តដឹកប្រេងសាំងមួយគ្រឿងដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងដែនចេញពីប្រទេសឡាវចូលមកក្នុងទឹកដីថៃក្រៅពីបានត្រួតពិនិត្យទៅលើរថយន្តស៊ីតែនដែលបើកបរដោយជនជាតិថៃអាយុ53ឆ្នាំនោះរួចមកកម្លាំងជំនាញបានរកឃើញថ្នាំញៀនជាច្រើនដែលគេបានលាក់ទុកនៅក្នុងស៊ីតែនដឹកប្រេងនោះទើបសមត្ថកិច្ចធ្វើការខកខ្លួនអ្នកបើកបរនិងបាននាំយកវត្ថុតាងទាំងអស់ចេញពីស៊ីតែនដើម្បីត្រួតពិនិត្យក្រោយការត្រួតពិនិត្យកម្លាំងបានរកឃើញថ្នាំញៀនចំនួន3ប្រភេទគឺថ្នាំញៀនប្រភេទយ៉ាម៉ាចំនួន 3.8 សែនគ្រាប់ថ្នាំញៀនប្រភេទ K ចំនួន 5,000 គ្រាប់និងថ្នាំញៀនប្រភេទម៉ាតកោចំនួន 10 គីឡូក្រាមน้ำลีบคุณภาพละอบพดโอ้ยการเสิร์ฟกระดอปัวพลีซอสอาร์ดโดจันในจมพัวมุกสมัตตะกิจเนี่ยบักบอระยนต์บานซาระเพียบถ่าไปได้คลุ้นดักเปรย์ตะการประเทศลายคือเมียนจนจิตลามันเนี่ยมันสกอชมัวบานมกเตียตรงไอ้คลุ้นดักทน้ำยินตังนี้ตะการขาดปราจินบุรีดาวบานประกอบพระจำนวนพระเหมือนบาดเจ็บพระกำไรภายในทั้งไออังเกียคลุ้นกับบานดักเจนมกปีประเทศไทยเว้นแต่เตสมัตตะกิจจับบานជនសង្ស័យបានបន្តថាកាលពី6ឆ្នាំមុនខ្លួនក៏ធ្លាប់ស៊ីឈ្នួលដឹកកញ្ឆាក្រៀមឆ្លងដែនបាត់នេះដែរដោយក្នុងមួយលើកចាប់ពី500គីឡូក្រាមទៅ600គីឡូក្រាមហើយក៏ធ្លាប់ដឹកជាច្រើនលើកផងដែរដើម្បីយកប្រាក់កម្រៃទៅព្យាបាលជំងឺប្រពន្ធនៅក្នុងល្បិចថ្មីនេះសមត្ថកិច្ចបានត្រៀមបញ្ជូនអ្នកជនសង្ស័យទៅកាន់តុលាការហើយរួមជាមួយវត្ថុតាងតាមផ្លូវច្បាប់